Hello, how are you today? Today we are going to learn the past continuous. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục với thời của động từ, thời quá khứ tiếp diễn. Nếu chúng ta được hỏi rằng cách đây 2 tiếng đồng hồ chúng ta đã làm gì, đang làm gì, thì chúng ta dùng thời gì nhỉ? Tất nhiên, diễn tả một hành động xảy ra tại một thời điểm nào đó ở trong quá khứ thì chúng ta phải dùng thời quá khứ tiếp diễn rồi. Trước hết, chúng ta hãy học cái cấu trúc của thời quá khứ tiếp diễn. Đơn giản hơn thời quá khứ thường thì thời quá khứ tiếp diễn thường thì dùng với động từ to be làm trợ động từ, cho nên chúng ta sẽ nhớ rất là dễ. Đối với câu khẳng định, chúng ta dùng chủ ngữ was hoặc là were cộng với động từ verb ing. Đối với câu phủ định thì chúng ta dùng thêm từ not ở đằng sau, trợ động từ were hoặc là was. Đối với câu nghi vấn thì nếu câu yes no nghi vấn thì chúng ta đưa was hoặc là were lên đầu cộng với chủ ngữ cộng với verb ing. Lưu ý có dấu chấm hỏi và trả lời bằng yes hoặc là no với một câu khẳng định. Đối với những câu có từ để hỏi thì chúng ta dùng từ để hỏi lắp vào đằng trước này thôi ạ. Was hoặc là were cộng chủ ngữ cộng với verb ing. Và chúng ta phải dùng cái cấu trúc khẳng định để cung cấp thông tin tùy theo cái từ để hỏi. Sau đây chúng ta sẽ xem cái cách dùng của thời quá khứ tiếp diễn dùng như nào. Cách dùng. Thời quá khứ tiếp diễn diễn tả một hành động như lúc nãy tôi giới thiệu, là hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Ví dụ 2 tiếng trước đây chúng ta đang đọc một cuốn sách về kinh doanh, đúng không ạ? Thì có nghĩa là nếu xem trong trục thời gian thì đây là hiện tượng tương lai, now. Đây là past. Thì tại một thời điểm xác định ở trong quá khứ chúng ta đang làm gì? Hành động đang diễn ra, xảy ra trong quá khứ. Và ví dụ như trước đây 2 tiếng thì chúng ta đang đọc sách thì chúng ta nói là gì ạ? I was reading a book. 2 tiếng trước đây là ví dụ khoảng độ lúc đó là lúc 8 giờ sáng. I was reading a book at 8 a.m. Ok, lúc 8 giờ sáng và bây giờ khoảng độ 10 giờ. Lưu ý khi chúng ta dùng verb ing thì chúng ta quay trở lại cái thời hiện tại tiếp diễn để chúng ta xem các cái chú ý khi chúng ta dùng verb ing ở đằng sau. Thứ hai là hành động quá khứ tiếp diễn cũng có thể diễn tả một cái hành động đang diễn ra trong một khoảng thời gian tương đối dài, lưu ý là trong quá khứ. Ví dụ như là cả ngày hôm qua hoặc là cả tháng trước tôi đã đang làm gì. Hành động diễn ra trong quá khứ một thời điểm dài, thường là ví dụ như là a day, the whole day, a week, last week. Ta có một câu ví dụ như là cả ngày hôm qua thì tôi học thời động từ bất quy tắc chẳng hạn thế. Thế ta có thể ta nói là I was learning irregular verbs all yesterday. Cả
ngày hôm qua tôi học cái động từ bất quy tắc. Thế thì diễn tả đây là hành động diễn ra trong một khoảng thời gian tương đối dài. Trường hợp thứ ba, thời quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả một loạt các hành động tạo thành ngoại cảnh. Ví dụ như 2 tiếng trước đây, khi bạn đã đang đọc sách thì gió thổi, chim hót, thì chúng ta nói như thế nào ạ? Trường hợp thứ ba, một hành động, một loạt các hành động tạo ngoại cảnh. Ví dụ the wind was blowing. Bird was singing. And I was reading at 8 a.m. Vậy thì một loạt các hành động này để tạo thành cái ngoại cảnh cho tôi đọc sách. Trường hợp của hiện tại, thời quá khứ tiếp diễn thường dùng với các cái từ when hoặc là why. Trường hợp thứ nhất dùng với từ when để diễn tả một cái hành động đang diễn ra thì có một hành động khác cắt ngang. Ví dụ như các bạn đang học bài thì các bạn đang học bài lúc 10 giờ ngày hôm qua thì mẹ của bạn hoặc là bạn của bạn gọi điện thoại tới. Thế thì chúng ta lưu ý là cái hành động mà đang học bài nó diễn ra trong khoảng thời gian dài, tương đối dài. Không thể chúng ta học trong một phút đúng không ạ? Thế thì cái hành động đó diễn tả thì phải chúng ta phải dùng thời quá khứ tiếp diễn. Nhớ là hành động dài thì dùng quá khứ tiếp diễn. Còn hành động ngắn, tức là hành động điện thoại của bạn hoặc là của mẹ bạn điện thoại tới, hành động ngắn hơn, nó cắt ngang thì chúng ta chia ở quá khứ. Và chúng ta có cấu trúc như sau. Chủ ngữ này, cộng với động từ was hoặc là trợ động từ was hoặc là was, cộng với verb in này, when này, chủ ngữ cộng với động từ ở thời quá khứ. Ví dụ chúng ta có một câu là I was learning English at 10 a.m. yesterday. When my mother phoned me. Nhớ là đằng sau từ phone không có giới từ. Đấy, vậy thì đằng sau cái từ when này là một cái hành động cắt ngang cái hành động dài diễn ra thì chúng ta dùng ở quá khứ thường. Chúng ta có thể có một số ví dụ khác. Ví dụ như khi tôi đang ngắm cảnh hay ngắm tranh thì tôi hoặc là khi tôi đang ngắm tranh thì tôi giật mình hoặc là tôi đánh rơi cái máy ảnh. Thì ta nói, ta có thể đưa cái từ when lên đầu. Ví dụ ta nói là when. Nhưng mà rất là hay bị nhầm ở trong trường hợp này. Vì chúng ta bị nhầm tiếng Việt sang thì chúng ta có thể dễ dàng chúng ta nói là khi tôi đang chụp ảnh, đúng không? Tôi đánh rơi máy ảnh. Thì lưu ý cái hành động sau cái từ when vẫn là ở quá khứ thường. When I drop my camera. Vì cái từ when, mệnh đề có từ when đứng lên đầu thì chúng ta lưu ý phải tách với mệnh đề chính bởi một dấu phẩy. I was taking photos. Lưu ý khi đưa từ when lên thì chúng ta vẫn lưu ý là động từ sau when chia ở quá khứ thường. Ngoài cái từ when thì thời quá khứ tiếp diễn cũng hay dùng với từ while để diễn tả hai hành động đã đang diễn ra đồng thời. Cấu trúc khi chúng ta dùng while như sau. Chúng ta có thể đưa từ while lên đầu và dùng với một mệnh đề quá khứ tiếp diễn cộng với verb in. Thì chúng ta phải có dấu phẩy.
Sau đó lại một mệnh đề dùng ở quá khứ tiếp diễn. Còn nếu mà chúng ta đưa từ why xuống dưới thì chúng ta không cần dấu phẩy nữa, tôi chỉ viết một lần cái cấu trúc thôi. Chúng ta có một câu ví dụ. Ví dụ như khi mẹ tôi nấu ăn ấy, ngày hôm qua, chiều hôm qua thì mẹ tôi xem chương trình TV dạy cách nấu ăn. Thế thì ta có thể nói là why my mother was cooking. Phải có dấu phẩy để tách với mệnh đề chính. She was watching TV. She was watching TV. Hoặc chúng ta có thể đưa cái mệnh đề chính lên đầu. Có một câu khác. Ví dụ như trong lớp tôi có một số bạn là vừa học lại vừa chơi, đúng không ạ? Thế thì ta có thể nói là many people in my class were learning why they were playing game. Này là không tốt đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta có thể thêm các cái từ chỉ thời gian vào. Ví dụ while my mother was cooking, she was watching yesterday afternoon. Đấy, hoặc là many people were learning while they was playing game last semester. Học kỳ trước. Đây là một bài tập ngắn để chúng ta luyện tập thời quá khứ tiếp diễn và quá khứ thường. Chúng ta có khoảng độ 15 cái chỗ điền động từ và chúng ta chú ý mở ngoặc, nhưng mà lúc thì là quá khứ, lúc thì là quá khứ thường. Cho nên để làm được bài tập thi tốt ý, chúng ta đừng vào làm mỗi cái động từ riêng lẻ vội mà phải đọc hết xem cả cái câu, xem ý của nó thế nào và lưu ý những cái từ chỉ thời gian. Chúng ta làm trong khoảng 10 phút. Ở câu 1, last Sunday, chúng ta nghĩ ngay tới thời quá khứ, đúng không ạ? Nhưng ở đây có từ when. Lúc nãy anh lưu ý là cái đệnh hành động nào ngắn cắt ngang cái hành động dài thì chúng ta chia quá khứ thường. Còn hành động dài xảy ra thì chúng ta chia quá khứ tiếp diễn. Trong câu này là gì ạ? Cô này, cô ấy dọn phòng thì dọn chắc là sẽ là lâu chứ không phải là dọn 1-2 phút là xong, đúng không ạ? Thì cô ta tìm thấy một cái đồ vật gì đó thì cái hành động tìm thấy nó ngắn. Cho nên trong trường hợp này chúng ta phải nói là when my was cleaning thì cô ta found. Ở câu thứ hai, my, ở đây là một cái đoạn hội thoại. My, I phone you at 9 o'clock this morning. Khi chúng ta học thì thấy là gì? Hành động xảy ra tại một cái thời điểm xác định trong quá khứ thì chúng ta chia ở quá khứ tiếp diễn. Tuy nhiên cái hành động điện thoại này nó xảy ra ngắn, tức là điện thoại, sau đó là dial đấy, tức là quay số thì diễn tả cái hành động nó ngắn thôi. Chứ đừng nghĩ là gọi điện thoại tôi nói chuyện trong 10-15 phút thì làm sao ngắn được, đúng không ạ? Nhưng cái hành động phone đó, tức là tôi quay số thì ngắn. Cho nên trong trường hợp này, đáng lẽ ra là quá khứ tiếp diễn thì chúng ta chỉ ở quá khứ thường thôi. My, I phoned. Chúng ta thêm ed đằng sau đó. This morning. But you not answer. Đúng không ạ? Bạn không trả lời thì phủ định của nó là thêm trợ động từ did. But you didn't answer. Chứ không có ed ở đằng sau nữa. Tại cái thời điểm 9 giờ sáng nay ấy, thì bạn đang làm gì thế? Thì chúng ta chia quá khứ tiếp diễn ở hành động do này. What were you doing? What were you doing? Oh, I hear the phone. Có nghĩa là cái hành động ngắn, cái hành động nghe này là ngắn, nghe tiếng điện thoại là ngắn, thì chúng ta chia ở quá khứ thường thôi. Well, I heard the phone, but I have a shower. Hành động tắm này, đúng không ạ? Diễn tả cái lúc 9 giờ buổi sáng nay thì tôi đang tắm. Hành động này xảy ra dài, cho nên ta phải nói là I was
having a shower and I cannot get out. Thì chúng ta chia ở quá khứ thường, chúng ta chia thành could, didn't hoặc là could not get out in time to answer the phone. Khi ta ra thì điện thoại đã tắt rồi. Ở câu thứ ba, last night, chứng tỏ là một cái từ chỉ thời gian rất là dễ nhận diện, chia một trong các thời quá khứ. Hùng wake up at 3 a.m. tức là hành động này cũng tương tự như hành động phone, thức giấc một cái là mở mắt ra là tỉnh luôn. Thì chúng ta chia ở quá khứ thường thôi ạ. Từ wake là động từ bất quy tắc cho nên chúng ta phải nói là wake up at 3 a.m. as soon as he cũng vẫn là quá khứ thường, wake up. He listened out, một loạt các hành động xảy ra liên tiếp tại một thời điểm ở trong quá khứ. For strange noise, nghe, lắng nghe xem là có cái tiếng gì âm thanh lạ. But he not here, ở đây chia ở quá khứ thường, cho nên trợ động từ did not hear. His father snore in next room, lúc 3 giờ sáng thì anh ta thấy rằng là bố anh ta đang ngáy, snore là ngáy. Thế thì chúng ta chia tiếp diễn, his father was snoring, bỏ e và thêm verb ing. Some heating pipe, một số cái ống mà dẫn hơi ấm đó, thì đang tạo thành những cái âm thanh. Thế thì khi 3 giờ sáng đó, sau 3 giờ sáng một chút thì anh ra xuống, thì hành động này sẽ diễn ra ở thời quá khứ tiếp diễn, were making a bit of strange noise, it or as usual, diễn tả một cái câu nhận định. Chúng ta chia là it was as or as usual. Hy vọng là chúng ta đúng 100%. Trong khi thi đại học thì người ta đã không nói cho chúng ta là chia động từ ở thời nào, cho nên cái bài tập sau đây là một bài tập ví dụ điển hình. Chúng ta dùng các cái cấu trúc ngữ pháp để chúng ta chia động từ. Chúng ta làm trong 10 phút. Ở câu thứ nhất, có những dấu hiệu nhận dạng, có những dấu hiệu thời gian để nhận dạng, đó là từ this month. Như chúng ta đã học ở thời hiện tại tiếp diễn, diễn tả một hành động xảy ra trong một cái thời gian dài. Mặc dù tại thời điểm nói, nó không đang diễn ra, nhưng chúng ta dùng hiện tại tiếp diễn. Trong câu này, Mai and Hạnh trong cái tháng này ở Hà Nội thôi, là một cách tạm thời và lâu dài. Tạm thời và trong một thời gian thì ta nói là gì? Mai and Hạnh are staying. Dùng tiếp diễn. Are staying. This month. It belonged to Hạnh's garden. It ở đây chúng ta phải xác định it là cái gì? It là một cái ngôi nhà. Đúng không ạ? Thế thì khi diễn tả một hành động là gì? Luôn luôn miêu tả lại một cái sự kiện, hành động. Có thể là đúng. It ở đây chúng ta thi là belongs. Chúng ta thêm S vào đằng sau động từ thôi ạ. Ở câu thứ hai, last week. Đây là một dấu hiệu nhận dạng thời gian ở quá khứ. Cho nên chúng ta nói là last week I. Nhưng chúng ta phải đọc cả câu đã xem như thế nào. I walk home after school when it start raining. Chứng tỏ là cái hành động này ạ, diễn tả một hành động ở trong quá khứ đang diễn ra thì cái hành động ngắn nó xen vào. Thế như chúng ta đã được học thì đằng sau cái từ when này chia ở quá khứ thường, cho nên rất đơn giản, chúng ta chia ngay động từ ở đây. Lưu ý khi làm bài thi cũng vậy, chúng ta có những cái trường hợp động từ nào dễ chúng ta làm ngay. Last week I was walking home after school when it started raining. Ở câu thứ ba lại một dấu hiệu nhận dạng, đó là at the moment. Cho nên chúng ta nghĩ ngay đến thời hiện tại tiếp diễn ạ. The international school is doing very well at the moment. Vẫn là diễn tả cái hành động đó tại cái thời điểm at the moment. Cho nên rất đơn giản, chúng ta chia cái động từ tiếp theo cũng ở hiện tại thường. About 200 students, ở đây là số nhiều. Cho nên là are taking evening classes this term. Học kỳ này thì có khoảng độ 200 sinh viên. Ở câu số 4, the world population still increase rapidly.
diễn tả một hành động đang tiến lên, đang đang tiếp diễn, đang đang có một cái xu hướng thay đổi, luân chuyển. Chúng ta chia ở hiện tại tiếp diễn đúng không ạ? The school population is still increasing. Ở đây chúng ta bỏ e đi và chúng ta thêm in vào, increasing. Câu số 5, 2 days ago. Ồ, rất là may mắn, chúng ta có một cái dấu hiệu chỉ thời gian ở quá khứ đúng không ạ? Nam withdraw all of his money out of the bank and có cái từ and cho nên động từ ở bên trên chia gì thì động từ bên dưới cũng vậy. Withdraw, chúng ta thêm quá khứ thường thôi ạ. And buy, động từ bất quy tắc cho nên chuyển thành bought. Câu số 6, my outside water, the flowers when it rained start to rain. Ở đây là một cái câu diễn tả một cái hành động, như là một cái trường hợp kể lại một cái sự kiện đã xảy ra. Và chúng ta có thể nhận diện ngay ở đây chia quá khứ thường ở chỗ này đúng không ạ? Hành động tưới cây, tưới hoa diễn ra dài cho nên chúng ta chia là my was outside watering. Watering flowers when it started to rain. So she, tiếp theo cái hành động của tưới cây đúng không ạ, thì cô ta ngừng ngay cái vòi tưới và để cho tự nhiên làm cái việc tưới cây đó, thì tất cả cái hành động này diễn ra trong quá khứ. Chúng ta chia là so she turned off. Và bạn có thể nhận diện ra là cái hành động turn off, tắt cái vòi nước đó ngắn thôi cho nên chúng ta không thể là dùng tiếp diễn được. Có thể một số bạn lý luận là tắt vòi nước mãi mới xong đúng không ạ, nhưng mà cái hành động turn off này có nghĩa là chấm dứt ngay trong thời gian ngắn. She turned off the hose and let. Quá khứ của động từ let vẫn là let nature do it. To let somebody do something. Hy vọng chúng ta đúng 100%.